Chào tất cả mọi người, tôi là Son, tôi ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Tôi 28 tuổi, tôi có đặt một liệu trình Vương Thế An gồm một hộp viên hoàn và một hộp ngậm cho con gái tôi 6 tuổi dùng. Trong liệu trình đầu con đã giảm 70% bệnh nên tôi quyết định đặt liệu trình thứ hai, con uống được nữa. Loại thứ hai thì con đẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là con gái 6 tuổi khi em đang bị bệnh đây à. Để bây giờ để hoàn toàn khỏe mạnh nè. Lúc soi là cháu là bị Evian độ B ạ. À. Bây giờ là họng con để khỉ không có còn ho, khó chịu gì nữa. Rất cảm ơn nhà thuốc Vương Phái An ạ. À. Và cảm ơn bác sĩ Văn Dũng cùng luôn đồng hành cùng mẹ con em chữa bệnh ạ. À.